Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh hôm nay thứ tư ngày 16 tháng 3. Trong chương trình thời sự tối nay gồm có những nội dung đáng chú ý sau. Quốc hội tổ chức cuộc họp trực tuyến với đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh thành để chất vấn và trả lời chất vấn của các bộ. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện chủ trì cuộc họp chỉ đạo xây dựng thương hiệu nhãn hiệu hàng hóa OCOP cho nông sản Trà Vinh. Công ty nhiệt điện Dương Hải, công trình trọng điểm quốc gia, đã góp phần làm thay đổi bộ mặt phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh Trà Vinh. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, như tin đã đưa, sáng nay ngày 16 tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn trực tuyến với 63 đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp. Tại Trà Vinh, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội cùng đại biểu Quốc hội tham dự cuộc họp. Đây là phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15. Nội dung chất vấn xoay quanh nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương như sản xuất, nhập khẩu, cung ứng xăng dầu, công tác điều hành giá xăng dầu trong thời gian qua, việc thực hiện các nghị quyết kết luận về chất vấn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, giải pháp bảo đảm lưu thông, xuất nhập khẩu hàng hóa trong tình hình dịch bệnh COVID-19, nhất là mặt hàng nông sản. Phát biểu tại cuộc họp, đại biểu Quốc hội Trần Quốc Tuấn chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương về vấn đề tăng giá xăng dầu hiện nay, các giải pháp trước mắt và lâu dài của Bộ để đảm bảo nguồn cung xăng dầu và vấn đề xuất nhập khẩu, tiêu thụ hàng nông sản. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng, hiện nay tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp và khó dự báo. Cùng với sự xung đột giữa Nga và Ukraine đã tác động đến tình hình tăng giá xăng dầu, kéo theo các yếu tố đầu vào đều tăng, gây ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các vấn đề sản xuất và tiêu thụ hàng hóa nông sản cho người nông dân. Vậy, với vai trò là tư lệnh ngành công thương, xin Bộ trưởng cho biết Bộ đã có những giải pháp nào về trước mắt cũng như lâu dài để đảm bảo việc xuất nhập khẩu hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19, nhất là các mặt hàng nông sản của bà con nông dân hiện nay, trong đó có đồng bằng sông Cửu Long. Và nếu triển khai các giải pháp đó, thì Bộ trưởng có cam kết là hàng hóa của Việt Nam sẽ được sản xuất, lưu thông và xuất nhập khẩu thuận lợi hơn bây giờ hay không? Xin cảm ơn Bộ trưởng. Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết tổng nguồn cung xăng dầu cho thị trường năm 2022 là 20,7 triệu mét khối, trong đó nhập khẩu gần 63 triệu mét khối, chiếm 30% nhu cầu. Để đảm bảo cung cầu, bình ổn thị trường xăng dầu trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu, bám sát giá xăng dầu thế giới, phù hợp tình hình thực tế trong nước, đảm bảo hài hòa giữa doanh nghiệp kinh doanh và người tiêu dùng, khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu duy trì nguồn cung, không đầu cơ găm hàng, đồng thời tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường chặt chẽ ở khâu bán lẻ. Tuy nhiên, về vấn đề tiêu thụ hàng nông sản, giải pháp căn cơ lâu dài trong việc lưu thông hàng hóa và xuất nhập khẩu trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp mà đại biểu Trần Quốc Tuấn và một số đại biểu ở các tỉnh thành khác nêu ra, thì Bộ trưởng Bộ Công Thương vẫn chưa giải trình rõ tại phiên họp này. Buổi chiều, các đại biểu Quốc hội tập trung chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, như việc thực hiện nghị quyết về chất vấn và giám sát chuyên đề của Quốc hội liên quan đến quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị, việc kiểm soát hoạt động xả thải của các nhà máy, xử lý chất thải công nghiệp, vấn đề thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19, vấn đề ô nhiễm nước thải, rác thải sinh hoạt và giải pháp đầu tư xây dựng nhà máy xử lý tại các địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh vừa xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh giai đoạn 2021-2030. Theo kế hoạch, qua rà soát, tỉnh sẽ dành hơn 271 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách để thực hiện các chương trình, dự án nâng cao đời sống và phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer từ nay đến năm 2025. Tổng nguồn vốn này sẽ được tỉnh ưu tiên đầu tư tập trung vào các chương trình, dự án trọng tâm về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc Khmer, thực hiện các dự án hỗ trợ đồng bào Khmer phát triển sản xuất nông lâm nghiệp bền vững, hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, dùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào Khmer, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp gắn với phát triển du lịch địa phương. Theo chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Trà Vinh, năm 2022, khi có văn bản của cấp có thẩm quyền về triển khai cho vay đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định,
đơn vị tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách mới của chính phủ đến các đối tượng thụ hưởng, tiến hành rà soát, xác định đối tượng có nhu cầu vốn tín dụng chính sách để khi được phân bổ nguồn vốn, hệ thống ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh sẽ thực hiện cho vay đáp ứng kịp thời nhu cầu cho đối tượng thụ hưởng chính sách. Việc thực hiện chính sách này đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng, đúng theo quy định và an toàn nguồn vốn cho vay. Chiều hôm qua ngày 15 tháng 3, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện công tác hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và các sản phẩm OCOP, xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa và hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Thực hiện nghị quyết 80 của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong năm 2021, tỉnh đã đăng ký bảo hộ trong nước 9 nhãn hiệu độc quyền, bảo hộ quốc tế 2 kiểu dáng công nghiệp và bảo hộ độc quyền 1 sáng chế. Xây dựng đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý Trà Vinh cho sản phẩm dừa sáp và nhãn hiệu chứng nhận tôm Trà Vinh. Với tổng kinh phí hỗ trợ gần 3 tỷ đồng, trích từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh. Đến nay toàn tỉnh đã có 80 sản phẩm OCOP, trong đó có 5 sản phẩm đạt 5 sao, 9 sản phẩm đạt 4 sao, 66 sản phẩm đạt 3 sao. Trong năm qua, tỉnh đã tổ chức kết nối với nhiều sàn thương mại điện tử lớn trong nước, tạo được liên kết website của nhiều hợp tác xã cùng doanh nghiệp, thu hút gần 200 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh liên kết tham gia các sàn thương mại điện tử với hơn 500 sản phẩm được giới thiệu mua bán. Qua đó đã xây dựng được kênh thông tin thị trường nông thủy sản và các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh trên các sàn giao dịch. Trà Vinh cũng đề ra mục tiêu trong năm 2022, tỉnh phấn đấu có thêm 25 sản phẩm OCOP trở lên và đến năm 2025 có thêm 100 sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 sao trở lên. Phấn đấu có 30% chủ thể OCOP là hợp tác xã, đồng thời hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu OCOP là sản phẩm chủ lực của tỉnh. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện đề nghị các ngành chuyên môn tích cực xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa và hoạt động thương mại điện tử và có biện pháp hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động của hợp tác xã, phát triển mới các sản phẩm OCOP, xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa đưa lên sàn giao dịch thương mại điện tử, đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa và xuất khẩu. Nhằm thực hiện tốt công tác chuẩn bị các điều kiện cho đại hội điểm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp huyện nhiệm kỳ 2022-2027, mới đây tỉnh đoàn cùng với huyện ủy Tiểu Cần tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tiểu Cần lần thứ 11 nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là huyện được tỉnh đoàn chọn làm huyện điểm chỉ đạo đại hội đoàn nhiệm kỳ 2022-2027. Qua kiểm tra cho thấy, đến nay huyện đoàn Tiểu Cần đã cơ bản hoàn tất công tác nhân sự, văn kiện, kịch bản và các phần việc liên quan đến công tác phục vụ đại hội. Theo đó, khẩu hiệu hành động xuyên suốt của đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 là khát vọng đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, phát triển, bao gồm 11 chỉ tiêu trọng tâm gắn với 3 phong trào lớn của đoàn là thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc và 3 chương trình hành động đồng hành với thanh niên trong học tập, đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, đồng hành với thanh niên trong rèn luyện, phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần của thanh niên. Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh đoàn và huyện ủy Tiểu Cần cơ bản thống nhất và đánh giá cao công tác chuẩn bị về nhân sự, nội dung văn kiện và kịch bản phục vụ đại hội huyện đoàn Tiểu Cần. Đồng thời cũng lưu ý ban thường vụ huyện đoàn tiếp tục rà soát lại lần cuối về cơ cấu, tiêu chuẩn nhân sự, điều chỉnh, bổ sung hệ thống các chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 cho phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và xu hướng phát triển chung của tổ chức đoàn, hội, đội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt là chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo cho Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Tiểu Cần lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra an toàn, hiệu quả theo kế hoạch đề ra. Hôm qua ngày 15 tháng 3, Phòng Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức kiểm tra trình độ kỹ năng nghề đối với nhân viên chuyên môn kỹ thuật năm 2022 đối với các cơ quan trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đối tượng được kiểm tra lần này là quân nhân chuyên nghiệp có chuyên ngành kỹ thuật ở các cơ quan trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Nội dung kiểm tra cả về lý thuyết và thực hành đối với chuyên ngành xe máy và quân khí. Qua kiểm tra, hội đồng kiểm tra đánh giá hoàn thành mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị. Có 100% thí sinh hoàn thành tốt bài kiểm tra cả lý thuyết và thực hành. Đây là lần đầu tiên Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh được quân khu giao tổ chức kiểm tra trình độ kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật của cấp mình.
việc kiểm tra trình độ kỹ năng nghề là một trong những nội dung chính trong đánh giá thực chất công tác huấn luyện kỹ thuật hàng năm ở đơn vị, là mốc thời gian định kỳ đánh giá trình độ lý thuyết, năng lực thực hành của đội ngũ nhân viên kỹ thuật, làm cơ sở để xét nâng lương, phiên quân hàm. Thông qua đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị đẩy mạnh công tác huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực trình độ chuyên môn của những người trực tiếp hoạt động, công tác trong lĩnh vực quản lý, khai thác vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang trong tình hình mới. Ngày 15 tháng 3, Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các điểm trường học từ bậc mầm non đến trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Theo báo cáo của ngành chuyên môn, trong những ngày qua, số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Cầu Kè có chiều hướng gia tăng, đặc biệt số ca lây nhiễm trong học sinh chiếm khá cao. Cụ thể, tính từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 3, trên địa bàn huyện đã ghi nhận 365 ca nhiễm COVID-19. Trong số đó có 171 học sinh, chiếm hơn 46% so với tổng số ca nhiễm COVID-19 của toàn huyện. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại, đặc biệt là trong trường học. Trước tình hình đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè đề nghị các ngành chức năng thực hiện nghiêm các phương án phòng chống dịch tại các trường học và trang bị đầy đủ vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch. Đồng thời, phải bố trí phòng cách ly các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 để xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm cho học sinh khi trở lại trường học trực tiếp. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè lưu ý, trong công tác phòng chống dịch COVID-19, các trường phải thường xuyên vệ sinh, lau chùi, sát khuẩn bàn ghế, quét dọn khuôn viên trường lớp sạch sẽ, thông thoáng, tạo môi trường an toàn cho công tác dạy học và thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ bài giảng cho học sinh bị nhiễm COVID-19 đang cách ly tại nhà để các em theo kịp kiến thức chung của chương trình học, không để bị gián đoạn, làm ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học sinh. Tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Trà Vinh cho biết, kết quả xét nghiệm PCR chiều nay, ngày 16 tháng 3, tỉnh đã phát hiện thêm 414 ca dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, trong ngày hôm nay, Trà Vinh phát hiện 1.186 ca dương tính với SARS-CoV-2, tăng 203 ca so với ngày hôm qua. Trong số 1.186 ca được phát hiện trong ngày hôm nay, có 1.131 ca trong cộng đồng, có 48 ca được cách ly từ trước và 7 ca được phát hiện tại cơ sở y tế. Trong số 1.186 ca được phát hiện trong ngày hôm nay, có 1 ca tiêm mũi thứ tư COVID-19, có 34 ca chưa được tiêm vaccine, số còn lại đều được tiêm từ 1 đến 3 mũi vaccine COVID-19. Như vậy, tính đến chiều nay, tỉnh Trà Vinh đã phát hiện trên 49.000 ca mắc COVID-19, trong đó có trên 40.000 ca đã được điều trị khỏi, và đến nay đã có 279 ca tử vong do nhiễm COVID-19. Kết quả triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 15 tháng 3 năm 2022, tỉnh Trà Vinh đã được Bộ Y tế phân bổ tổng cộng 2.071.756 liều vaccine phòng COVID-19. Dân số 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 700.525 mũi, đạt 100,3%. Mũi 2 689.247 mũi, đạt 98,7%. Mũi 3 559.003 mũi, đạt 80,06%. Trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm mũi 1 98.647 mũi, đạt 102,5%. Mũi 2 94.348 mũi, đạt 98%. Như vậy, tính đến nay, toàn tỉnh đã triển khai tiêm được 2.067.052 liều vaccine phòng COVID-19 cho người dân, đạt tỷ lệ 99,8%. Kính thưa chị và các bạn, sáng nay có nhiều thông tin cho biết Trà Vinh sẽ dừng xét nghiệm PCR để phát hiện, kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Sau khi nhận được thông tin, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Kiên Sóc Kha, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh, và được bác sĩ Kiên Sóc Kha, Giám đốc Sở Y tế cho biết cụ thể như sau. Thưa bác sĩ Kiên Sóc Kha, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh, thì mới đây chúng tôi cũng nhận được nhiều cái thông tin cho rằng là hiện nay tỉnh ta hạn chế sử dụng xét nghiệm PCR. Vậy bác sĩ có thể thông tin cụ thể cái thông tin này như thế nào ạ? Theo cái công văn 11042 của Bộ Y tế ban hành ngày 28 tháng Giêng 2022, thì trong cái nội dung công văn này thì Bộ Y tế có định nghĩa là ca bệnh. Tức là trong này thì có bốn định nghĩa khi chúng ta xác định là ca nhiễm SARS-CoV-2. Cái trường hợp thứ nhất là bệnh nhân được chẩn đoán bằng xét nghiệm PCR, real-time PCR, nghĩa là chúng ta có xác định vật liệu di truyền dương tính, coi như ca này là ca nhiễm SARS-CoV-2. Trường hợp ca bệnh thứ hai là một trường hợp mà tiếp xúc gần, có xét nghiệm test nhanh dương tính và có cái yếu tố dịch tễ, thì ca này chúng ta cũng được xác định là ca nhiễm SARS-CoV-2.
Cái trường hợp thứ ba là bệnh nhân có triệu chứng của nhiễm CV, tức là cảm cúm. Bệnh nhân có cái xét nghiệm test nhanh dương tính và có cái yếu tố dịch tễ, thì ca này cũng được xác định là ca nhiễm SARS-CoV-2. Trường hợp thứ tư là đối với một người dân chúng ta xét nghiệm bằng xét nghiệm nhanh tiền phát nguyên, nhưng mà hai lần dương tính liên tiếp, và cái lần thứ hai chúng ta thực hiện sau lần đầu là 8 tiếng đồng hồ, thì hai kết quả này dương tính chúng ta đều khẳng định là ca nhiễm SARS-CoV-2. Như vậy là chúng ta thấy rằng định nghĩa ca bệnh của Bộ Y tế là chúng ta không nhất thiết là chúng ta sử dụng cái real-time PCR để chúng ta thực hiện xác định. Và chúng ta trong 4 cái định nghĩa ca bệnh của Bộ Y tế, chúng ta có 3 trường hợp là chúng ta sử dụng test nhanh để chúng ta khẳng định. Chúng ta thấy rằng với một cái ưu thế của xét nghiệm test nhanh từ cái 4 cái định nghĩa ca bệnh của Bộ Y tế, thì hiện nay thì ngành y tế tỉnh cũng là khuyến cáo chúng ta nên mạnh dạn sử dụng test nhanh để khẳng định các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Vâng, như bác sĩ cũng vừa cho biết thì theo quy định của Bộ Y tế thì việc xét nghiệm bằng PCR cũng không cần thiết trong cái thời điểm hiện nay. Vậy thì theo bác sĩ thì khi mà chúng ta hạn chế sử dụng xét nghiệm PCR thì nó có ảnh hưởng gì đến hiệu quả công tác kiểm soát dịch bệnh hay không ạ? Trong cái giai đoạn bệnh nó ít lan rộng cộng đồng thì việc sử dụng cái xét nghiệm PCR là cần thiết và cái gần như là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán SARS-CoV-2. Chúng ta thấy rằng trải qua quá trình các đợt dịch thì cái đỉnh cao của cái dịch thành phố Hồ Chí Minh hồi trong thời gian qua trong năm 2021 thì Ủy ban thành phố vẫn chủ trương là sử dụng test nhanh để thay thế PCR trong việc chẩn đoán xác định những ca nhiễm tại thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đó thì Bộ Y tế cũng đã cho chủ trương thành phố Hà Nội sử dụng cái test nhanh để thay thế PCR trong việc xác định tại thành phố Hà Nội trong việc chúng ta chẩn đoán cái nhiễm COVID. Đối với tỉnh chúng tôi phân tích thấy rằng trong 2 tuần qua, với cái số mẫu mà gửi về trung tâm CT khoảng 10.000 ca, chúng tôi thấy rằng cái việc mà xét nghiệm test nhanh xong rồi chúng ta lấy mẫu chúng ta gửi lại PCR lên, thì chúng ta chạy PCR lại, chúng ta ra thì cái kết quả này cho thấy rằng tỷ lệ dương tính từ 92 đến 94%, nghĩa là gần như tất cả những ca chúng ta lấy làm xét nghiệm test nhanh dương tính gần như là PCR dương tính, thì cũng ít trường hợp là âm tính thôi. Điều đó cho thấy rằng cái việc chúng ta lựa chọn cái test nhanh để phục vụ cho công tác phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay là hiệu quả hơn so với cái real-time PCR. Bởi vì thứ nhất là chúng ta làm nhanh, chúng ta kiểm soát dịch sớm và chúng thể là ngăn chặn sự lây lan, và nó về cái hiệu quả kinh tế rất là cao, bởi vì cái chi phí cho một cái xét nghiệm test nhanh nó rất ít hơn rất nhiều so với một cái xét nghiệm real-time PCR. Vâng, như vậy thì theo bác sĩ thì việc mà chúng ta hạn chế sử dụng xét nghiệm PCR cũng không ảnh hưởng gì đến công tác kiểm soát dịch bệnh. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn bác sĩ Kim Xuất Khang. Kính thưa quý vị và các bạn, Trà Vinh là tỉnh nhỏ lẻ ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, có trên 30% dân số là đồng bào dân tộc Khmer. Đa phần đời sống người dân trong tỉnh lúc bấy giờ còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sau khi tái lập tỉnh, Trà Vinh đã được sự quan tâm đặc biệt của chính phủ trung ương hỗ trợ cho Trà Vinh phát triển. Trong đó đáng kể nhất là đầu tư phát triển nhiều dự án trọng điểm quốc gia. Trong đó có 2 dự án trung tâm nhiệt điện Duyên Hải và dự án luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu đã góp phần làm thay đổi bộ mặt phát triển ở tỉnh Trà Vinh. Công ty nhiệt điện Duyên Hải được thành lập vào ngày 29 tháng 1 năm 2015 theo quyết định số 27 của Tổng công ty Phát điện 1. Công ty có nhiệm vụ quản lý vận hành nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 mở rộng, có tổng công suất 3.178 MW và cảng biển trung tâm điện lực Duyên Hải với tổng nguồn vốn đầu tư trên 5 tỷ đô la Mỹ. Từ sau khi được thành lập đến nay, công ty nhiệt điện Duyên Hải đã đảm bảo vận hành ổn định các nhà máy, sản lượng điện do công ty sản xuất đã tăng từ 6,4 tỷ kWh vào năm 2015 lên trên 16.000 tỷ kWh vào năm 2019. Năm 2020, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, công ty đã sản xuất được gần 16.400 tỷ kWh điện, góp phần quan trọng vào sản xuất, cung cấp, đảm bảo đủ nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt là các tỉnh khu vực miền Tây Nam Bộ. Các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất, năng suất lao động cũng được công ty kiểm soát tốt, đảm bảo hiệu quả sản xuất điện. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, công ty đã thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách hơn 5.140 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Từ khi thành lập đến nay đó, thì thị xã Duyên Hải được cấp trên
cấp trung ương, cấp tỉnh quan tâm cho triển khai nhiều cái dự án công trình trọng điểm để phục vụ cho phát triển kinh tế của tỉnh và khu vực. Trong này nổi bật nhất đó là cái dự án trung tâm điện lực Duyên Hải, dự án luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu và các cái cụm cảng của khu kinh tế Định An. Đó thì riêng cái dự án mà trung tâm điện lực Duyên Hải đó thì từ khi thành lập đến nay, khi mà trung tâm đưa vào vận hành khai thác đó, thì mỗi năm như vậy thì được đóng góp vào ngân sách cũng khá là lớn. Mỗi năm như vậy đó thì bình quân là trung tâm điện lực đã nộp ngân sách cho tỉnh đó, thì khoảng từ 1.500 cho đến 2.300 tỷ đồng. Thì có được cái nguồn kinh phí này đó thì cũng đã tạo điều kiện cho địa phương để xây dựng cái kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. Còn về cái lĩnh vực mà giải quyết việc làm đó thì trung tâm điện lực Duyên Hải cũng góp phần rất quan trọng giúp cho địa phương giải quyết việc làm. Hàng năm như vậy đó thì giải quyết được là trên 2.500 lao động, trong đó là có 500 lao động là coi như là lao động thường xuyên ở trong trung tâm điện lực Duyên Hải và 2.000 lao động thì lao động theo thời vụ. Ngoài ra đó thì ban giám đốc của công ty đó thì cũng là rất quan tâm đến cái công tác là an sinh xã hội. Nhân các cái dịp lễ Tết đó, thì công ty cũng có là phối hợp với chính quyền địa phương để tổ chức thăm tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn. Thì trước đến nay đó thì công ty cũng đã chi sức trên là 8,9 tỷ đồng để thực hiện cái công tác an sinh xã hội. Cũng theo ông Trần Trường Giang, chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải, hiện nay nhu cầu phát triển kinh tế xã hội rất lớn, trong đó kinh tế mũi nhọn của thị xã là nuôi trồng thủy sản theo mô hình công nghệ cao. Vì vậy mà việc cung cấp đủ điện là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng cho người dân thị xã. Gia đình anh Trần Ngọc Sơn ở khóm Long Thạnh, phường Bột, thị xã Duyên Hải là minh chứng cho vấn đề này. Anh Trần Ngọc Sơn cho biết trong những năm qua, nhờ có đủ điện nên gia đình anh mạnh dạn chuyển đổi mô hình nuôi tôm công nghệ cao với trên 10 hectare diện tích mặt nước. Với diện tích này, mỗi năm anh thả nuôi từ 8 đến 9 triệu con tôm thẻ giống và luôn đạt sản lượng cao, lợi nhuận cũng tăng gấp chục lần so với trước đây. Trong vấn đề nuôi tôm thì mình có ba cái quan trọng. Thứ nhất đó là cái nguồn điện, thứ hai đó là cái nguồn nước, thứ ba đó là cái hệ thống công trình giao thông đường bộ. Mình phải hội đủ ba yếu tố đó thì cái giá thành sản xuất mình, chi phí tôm mình nó sẽ rẻ lại. Hiện tại thì với 14 ao hoạt động ở thị xã Duyên Hải này thì một năm farm Maxim có thể tiêu thụ là khoảng 600.000 kW, thì tương đương khoảng 1 tỷ đến 1 tỷ 2 tiền điện trên năm. Song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác bảo vệ môi trường luôn được công ty nhiệt điện Duyên Hải đặc biệt quan tâm. Theo đó, công ty đã phối hợp với Trung tâm Phân tích Môi trường thực hiện kiểm định kỳ, hoàn thiện các thiết bị đo lường về môi trường của các nhà máy nhiệt điện và triển khai thực hiện quan trắc môi trường định kỳ theo quy định. Theo lãnh đạo công ty nhiệt điện Duyên Hải, hiện nay tất cả các nhà máy do công ty quản lý đều được lắp đặt các hệ thống xử lý môi trường có công nghệ tiên tiến và được áp dụng phổ biến cho các nhà máy nhiệt điện đốt than trên thế giới, được giám sát chặt chẽ trong quá trình xây dựng và đưa vào vận hành như hệ thống xử lý NOx, hệ thống lọc bụi tĩnh điện, hệ thống xử lý SO2, xây dựng ống khói cao 210m, khí thải sau khi xử lý đáp ứng quy chuẩn Việt Nam của Bộ Tài nguyên Môi trường. Công ty cũng đã chủ động áp dụng ngưỡng phát thải đối với khu vực đô thị có yêu cầu khắt khe hơn về thông số phát thải. Để đảm bảo môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất, công ty luôn vận hành các hệ thống xử lý khí thải, nước thải, quản lý các chất thải phát sinh theo đúng quy định, thực hiện giám sát môi trường định kỳ hàng quý theo đúng quy định với các thông số, chỉ tiêu giám sát đều đạt theo quy chuẩn môi trường. Đồng thời, thực hiện giám sát tự động liên tục khí thải, nước xả thải, làm mát và truyền trực tiếp các số liệu, các thông số môi trường về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh để theo dõi và giám sát hàng ngày. Nhớ những năm đầu công ty nhiệt điện Duyên Hải đưa vào hoạt động, lãnh đạo công ty lúc bấy giờ từng khẳng định môi trường là yếu tố quan trọng để công ty nhiệt điện Duyên Hải thực hiện hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, ngoài các biện pháp trên, công ty cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động trồng cây phủ xanh khu vực nhà máy. Tính đến hiện tại, công ty đã trồng hơn 12.500 cây xanh các loại xung quanh nhà máy, kho than, bãi thải sỉ, góp phần cho bảo vệ môi trường, vừa mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Bên cạnh sản xuất kinh doanh trong những năm qua, Tổng công ty Phát điện 1, công ty nhiệt điện Duyên Hải luôn đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân tại địa phương bằng nhiều hoạt động thiết thực như đóng góp khoảng 1 tỷ đồng một năm để thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ người nghèo, tài trợ giáo dục cho học sinh sinh viên nghèo hiếu học trên địa bàn thị xã Duyên Hải và huyện Duyên Hải, hỗ trợ chi phí cho người nghèo vui xuân đón Tết hàng năm, ủng hộ quỹ an sinh xã hội, quỹ phòng chống thiên tai, quỹ vì người nghèo, hỗ trợ chi phí cải tạo và nâng cấp hương lộ 81 hơn 30 tỷ đồng, hỗ trợ chi phí xây dựng trường mẫu giáo tại xã Chân Thành 10 tỷ đồng và nhiều hoạt động có ý nghĩa khác.
Bên cạnh đó, trong suốt quá trình thi công xây dựng các nhà máy tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương. Từ khi được thành lập đến nay, công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã tạo việc làm ổn định cho hơn 1.200 cán bộ công nhân viên của công ty. Trong đó có hơn 52% là người địa phương. Cơ cấu ngành nghề tại địa phương cũng được chuyển đổi dần từ nông ngư nghiệp có thu nhập bấp bênh sang kinh doanh dịch vụ có thu nhập và lợi nhuận cao hơn. Thì hàng năm thì công ty chúng tôi sản xuất là khoảng từ 20 cho đến 21 tỷ kWh. Thì với cái sản lượng như vậy thì cũng đã đóng góp rất lớn vào cái việc phát triển kinh tế xã hội của đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng. Thì từ khi đi vào hoạt động đến nay thì chúng tôi cũng đã sản xuất được khoảng độ tầm trên 80 tỷ kWh. Thì cũng với cái sản lượng như vậy thì hàng năm chúng tôi đóng góp cho ngân sách tỉnh với cái khoản thuế là khoảng từ 1.500 cho đến 1.600 tỷ đồng. Hệ thống nguồn điện ổn định là điều kiện thiết yếu quan trọng cho phát triển công nghiệp, dịch vụ, từ đó đã thu hút nguồn vốn trong nước và nước ngoài đầu tư các khu công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn, cũng như các tỉnh trong khu vực phía Nam. Chỉ tính riêng khu vực thị xã Duyên Hải đã có nhiều dự án lớn được đầu tư xây dựng như dự án nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2 có công suất 1.245 MW, nhà máy nhiệt điện mặt trời có công suất 156 MW, dự án nhà máy điện gió Trà Vinh 1 có công suất 48 MW và nhiều tập đoàn công ty lớn khác cũng có văn phòng đại diện và đang đầu tư vào nhiều lĩnh vực phát triển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Sau 7 năm hình thành và phát triển, công ty nhiệt điện Duyên Hải đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội tại địa phương, làm cho vùng đất hoang sơ ven biển của huyện Duyên Hải ngày nào nay trở thành khu vực phát triển công nghiệp, dịch vụ sôi nổi trong tỉnh Trà Vinh nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Từ đó khẳng định chủ trương xây dựng trung tâm điện lực Duyên Hải là một trong những quyết định đầu tư đúng đắn, phù hợp với phát triển kinh tế biển của Trung ương và của tỉnh Trà Vinh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.